Truyền giáo, truyền khi nào, ở đâu, truyền cho ai, điều gì, truyền làm sao? Con tưởng đó là chuyện của các đấng, việc của các ngài, vì con tầm thường, dốt nát, yếu kém. Nhưng khi nghĩ như thế, con đã tự tách mình khỏi thân mình mầu nhiệm là hội thánh. Hội thánh đâu phải chỉ có các đấng bậc, hội thánh là thân thể của Chúa và mỗi người là chi thể. Mỗi chi thể có chức năng riêng, dù chỉ lo phận vụ của mình, nhưng biết phối hợp, liên đới và hỗ trợ với các chi thể khác, hoạt động theo sự hướng dẫn của đầu là Đức Kitô tràn đầy thần khí và sự thật. Chi thể không điều khiển được là chi thể yếu liệt, vừa gây khó khăn cho các chi thể khác, vừa cản trở công việc chung cần hướng tới. Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con, xin chữa lành con để con trở nên chi thể lành mạnh trong thân thể hội thánh. Và xin hãy sai con đi để con can đảm loan báo tin mừng cứu độ.